Chào tất cả quý vị và các bạn này, yêu cây mai bonsai cho tương lai nhá. Đây, hôm nay là cái này là tháng 8 dương lịch này. Thì là cái cây mai này trước cũng đánh được 2 tháng rồi, mua được 2 tháng rồi. Đấy, bây giờ nó ra cái lá nó rất là sum xê, rất là tốt. Đấy. Nhưng mà cái trong khi mình mang về nó ra mầm này này là cứ 10 ngày với 1 tuần là các bạn nên kết hợp thuốc sâu với lại thuốc bệnh và phân bón lá mình phun cho nó. Đấy. Cái cây này là cũng được 2 tháng, gần 2 tháng rồi mà các bạn thấy không, nó không bị sâu xia, nên là cái cây ấy mình cố gắng, cái lúc đầu mình cố gắng chăm sóc cho nó sao đừng có để cho nó bị suy cây, là một đừng để cho nó sâu đó. Thì đây là cái cây mai này này, đấy, cây bự đây này. Tôi lấy cái ngói tôi che lại cho nó, cái cây mình mới trồng mình che lại, cái chưa cần khoe đế vội, thay tán nó đấy, nó mới mọc được có hơn tháng, nó đang ra cái chồi non này, nên là cứ mỗi tuần là anh em và các bạn cố gắng nên là xịt được thuốc sâu cho nó, với lại phân cá cho nó, gọi là phân bón lá đấy. Đó, đây là cái cây to bự đây này, nó đang ra cái lá non tiếp 1 lớp rồi, trước về là tuốt hết lá đây, bây giờ nó ra tiếp cái lớp thứ hai rồi, nên là phải phun cho nó, không phun là con sâu nó thích lắm. Con sâu nó thích cái lá non lắm, nên các bạn cố gắng là cứ 1 tuần là các bạn nên phun cho nó 1 lần, kết hợp thuốc phân bón lá với lại thuốc trừ sâu đấy, 3 cái. Thì cái cây này đấy, nó mọc ra lá nó rất, khi mà nó đủ dinh dưỡng mà nó đủ sức ấy là cái lá nó rất là đẹp. Đây cái cây tôi cũng mua về này, lá nó đang ra lá non này, là con sâu là nó đang rình ngò đấy, cũng như kiểu là trứng thì ăn già ấy, mà đàn bà thì ăn non đấy. Đấy cái cây này, thì tôi thì trời nó cũng như kiểu muốn mưa ấy, nhưng mà không sao, nó phun cỡ hơn 1 tiếng là ok rồi. Đó, đang ra cái lá, tiếp tục nó ra lớp thứ hai, nên là mình cố gắng là cứ tuần nào mình cũng phun cho nó, cái quan trọng nhất cái lúc nó non là mình cố gắng phun nó. Bây giờ Bây giờ mình tôi kết hợp thuốc đây kết này, hợp với cái cái thuốc cái này là lạm cám cá cá phân. này. Đấy. Thì cứ mỗi 1 xô là mình cho 1 nắp vào. Tôi cũng chả biết tên lắm, tôi làm theo cái kinh nghiệm của tôi cũng không dành về cái lắm, nhưng mà tôi hay sử dụng đấy, thì tôi chia sẻ cho các bạn bằng người thật lòng thôi, chứ tôi cũng không thuộc về thuốc lắm đâu. Thì biết là kết hợp mà cái này là cái gói thuốc này, thuốc sâu đấy, là nó phòng nó đi, và cái gói thuốc ngăn ngừa bệnh để cho nó khỏi nấm hồng gì sắt. Cái này là nó bằng cái tên thuốc tôi cũng không rành lắm, bằng cái gì Atacol này, này. Đấy, cho đấy 1 muỗng canh nhỏ vào để mình phòng cho nó, chứ không nên cho nhiều lắm. Đấy, nó có tác dụng là nó ngăn ngừa bệnh tật này, chỉ sắt nấm hồng kháng thư, thì trong này đọc thì biết được. Còn tôi cứ hay kết hợp 3 cái này, tôi phun trên cái cây mai của tôi là rất là này, cho giờ cho thêm 1 nắp cái này vào. Trên này cây mai tôi nó ít khi bị bệnh, mà cái lá nó mỡ lá lắm, bây giờ nó đang non, nó ra tiếp 1 cái lần non nữa, thì mình cố gắng mình kết hợp mình phun cái này phân lá này, để cho cái lá nó dày lại mà nó mỡ lá lại, nó không bị suy. Cái này nó vào là nó tốt lắm, tốt cho cây lắm. Đây là cái phân bằng phân cá đấy, tôi cũng mua về là tôi kết hợp, thường thường là tôi hay dùng cái này, thì tôi biết nào tôi chia sẻ kinh nghiệm của tôi dùng, chứ còn cái tên thuốc thì tôi cũng thực sự là tôi là nhà nông, tôi cũng không có rành lắm. Thì cái kết hợp nào mà tôi hay sử dụng ấy, cái hiệu quả thì tôi chia sẻ cho các bạn theo cái cách của tôi làm. Các bạn nếu mà thấy hay thì các bạn đăng ký để nhận được cái video mới, để tôi hàng ngày tôi làm, tôi cũng chăm sóc mấy cây, cái cây mai tôi cũng mới được mấy tháng thôi. Thì cái gói này là gói thuốc sâu này, nó ngăn ngừa sâu này. Thì cắt ra xong cho vào hòa lên, đều lên, cứ ngăn ngừa như vậy mình phòng trước đi. Cái để lúc nó sâu rồi, nó đã sâu rồi, nó ăn rồi thì cái lá nó vẫn bị. Còn bây giờ mình phòng trước đi, cứ tuần nào mình kết hợp đó, cái này mình cho ít vào cho nó lẫm loạn, nó không bị bệnh đấy. Rồi vậy tầm này là được rồi, không cần nhiều lắm đó. Thế là bơm nước vào, ngoáy cho nó đều ra, thấm nước đi đó. Bơm là chỉ cần nó ngoáy cho nó đều, cho nó tan đều. À,
sau này mình cứ tuần nào các bạn cố gắng phun nó, lúc mà cái lá nó đã chuyển sang màu già thì mình không cần phun sâu mà chỉ có phân bón lá thôi. Thì tuần này làm cái này, tuần sau mình lại N3M. Rồi con ơi. Còn bên dưới gốc thì mình DAB, mình còn tưới cho nó, hòa tưới cho nó. Rồi bây giờ kết hợp tôi ra tôi phun cho các bạn xem. Mang ra là phun thôi. Chịt cho lấy máy, bây giờ cái cây này nó trên cao, nó quá cao. Cây nó quá cao. Cây nó cao nên mình phải phun bằng máy. Đó, thấy không? Cây sang bên này, cái cây này vậy nó cao quá nên là phải phun bằng máy chứ phun bình tay là không tới được, cây này nó cao lắm. Đấy. Phun làm sao nó thấm hết vào là vào lá, vào thân. Rồi nó ngấm hết vào, vì cái phân là với cái kết hợp thuốc bệnh này là nó ngấm vào là không bao giờ nó bị. Mấy tháng mà nhìn cái lá nó sum xê như vậy nên là mình phải phân phun chứ ngăn ngừa được cái thích sâu, cái con sâu này nó thích lắm, nên là các bạn cố gắng tuần nào các bạn phun lần. Sang cái cây đây đấy, nó cao quá, nó cao to quá nên mình phải lấy máy mình phun chứ bình phun nó không tới, cái máy này nó bị đẫm rồi. Mình cứ thêm pha thêm tí nó đâu bao nhiêu thuốc mà tiếc làm gì, cứ phun cho nó ngấm đều vào. Thì trước cứ phun liên tục là cái lá nó dày lá lại, mình phun cái phân này là lá nó dày lại, giờ năng ra lá non này mình phun cho nó là kết hợp nó là nó sau này là cái lá nó dày lá là một con sâu nó không ăn. Bây giờ tôi làm bằng cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cho các bạn xem, các bạn nếu thấy hay thì các bạn đăng ký để nhận được cái video tôi đưa lên hàng ngày. Thì đây là tôi làm theo cái kinh nghiệm, tôi cũng không có học hành gì gọi là tên thuốc đâu, nhưng mà tôi mua rồi kinh nghiệm mà mình hay mua sử dụng thế nào mà thấy nó hợp lý ấy. Cái quan trọng nhất là mình phun cây mà trên chậu này mình phải phân cái thuốc cho nó, chứ mình cứ để nó miên mình không chăm sóc nó thì con sâu nó khi nó ra cái con sâu nó ăn là một. Thứ hai nữa là mình để trên nó có cái chất gì nó ăn đâu, nên mình có phân cho nó, phân bón lá cho nó và thuốc sâu cho nó, khi nó ra cái lá non là mình phải phun cho nó thật đậm. Máy này là nó hít hết vào trong là nó đậm lắm. Rồi phiên phun cái mặt bên kia, nó kẹt vào cái dây này. Đi vào cái bên trong này phun, cứ phun hai mặt cho nó đẫm ra. Đó, phun sao cho nó đều hết ra. Một xô này được 3 cây, 4 cây là thoải mái mà. Ướt đẫm 20 lít nước. Thì cứ mỗi nắp này một 20 lít nước một nắp đấy, với một gói đấy là 20 lít nước đấy. Cái kia một muỗng canh, cái phòng bệnh ấy. Thì tôi cứ làm theo kinh nghiệm là các bạn thấy hay thì các bạn hay hơn thì các bạn chỉ cho mình không có cách nào. Tôi đây là tôi làm theo kinh nghiệm. Thì cái cây sâu đầu tiên, cây mai thì cái lá đầu tiên bao giờ nó cũng sâu, nó cũng thích, nên là cứ hàng tuần các bạn cố gắng phun lại cho nó. Lần sau tôi cũng lại kết hợp đấy, thì các bạn nhớ đăng ký kênh nhá. Rồi vào cái cây nhỏ này thì lấy cũng phun sơ rồi, bây giờ tôi nháp lại cái phân cho nó kỹ hơn, cho vào cái bình nhỏ này. Nãy cây thấp này thì buộc về bình nhỏ, cây to này dùng một máy đấy lướt qua này. Nãy phun sơ rồi nhưng bây giờ mình lướt lại cho nó ngấm đều. Lần sau là cái lá nó dày lại, nó xanh, là đợt này là nó đang ra non đấy, phun cho nó ngấm đều là con sâu nó không ăn được, không bệnh. Cây nhỏ nhỏ đó nó ra cái lá non là mình cố gắng mình phun được là tốt nhất. Thì Tết năm nay là nó cũng có hoa này, tôi cũng chỉ làm theo kinh nghiệm thôi. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký để lần sau tôi đưa cái video là cái lá, nhìn cái lá lần sau thì các bạn mới thấy là nó đẹp rồi. Tôi cũng phun cứ tuần phun lần đó, nhìn cái lá nó bắt đầu bây giờ nó đang ra lá non này, mình phun là nó dày lá lại nhỉ? Nó hấp thụ và nó dày lá lại. Đây cái cây to đấy, cái lá này non này, này non này, này là mình phun được là sau nó dày lá, nhìn nó đẹp lắm. Đó, nó non nhìn cái lá nó mọng nên mình cố gắng mình kết hợp thuốc sâu mình phun rồi. Đây cái cây to đấy là bonsai trước nó tốt lắm, tôi cắt cụt đi đấy, cái lá nó bây giờ mà mình phun được, mình dưỡng được như này là sau này nó dày cái lá lại.
Này, con sâu là mình phòng được là nó không dám đụng chạm gì đến. Thấy không? Cái cây to đấy, nhìn cái lá non này mình phun được là ok. Đấy, cái lá nó rất là mỡ lá. Cây to đấy, toàn thân này. Nó cao lắm. Cao đến 3 mét mấy, 4 mét luôn. Đây, cái cây này nhìn nó mới có mấy tháng mình nó ra thì cứ để nó vậy. Ít nữa là mình vào tay tán. Mình giờ giờ mà mình lọc đi là nó gió nó làm gãy mất, đang sung cứ để dày vậy xong mấy nữa bắt đầu với tỉa lọc xong rồi vào dây lại chia cho nó đều tán là cái cây nó giá trị lắm, theo cái lá nó mỡ không nhưng mình phun được là nó tốt lắm. Đấy cái lá này, cái lá này nó đủ phân đủ dinh dưỡng, nó dày cái lá này, nó dày trông như kiểu cái lá vối lá xoài dày đặc đấy. Nãy giờ hôm nọ tôi cắt mấy bo để tôi ghép sang cái kia cái cây cho người ta đấy. Đó. Lá non này mới ra cái đọt này là mình phun luôn. Đấy, phun xong rồi đấy. Rồi video này là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video mới nhất mình đăng lên. Cảm ơn các bạn. Đấy, ít bên nữa là nó dày lá lại. Rồi là sẽ vào dây uốn lại cho các bạn xem sau. Đấy cái lá nó bị con bọ trĩ nó hút đấy.